Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hai cách để xem lại cái mật khẩu Wi-Fi đã lưu trên macOS. Cách thứ nhất, các bạn vào cái ô tìm kiếm, bạn gõ cái từ keychain. Đó, bạn mở cái cửa sổ keychain access. Ở đây bạn tích cái phần system và password. Ở đây cái tên Wi-Fi của mình là tin học thực hành. Đấy, bạn kích đúp vào đây. Bạn chọn show password. Và lúc này thì bạn sẽ nhập mật khẩu cái user của các bạn. Bạn bấm OK. Tin học. Và lúc này thì bạn đã nhìn thấy cái mật khẩu ở đây, nó là từ 1 đến 9. Cách thứ hai, bạn có thể mở vào ô tìm kiếm, bạn gõ terminal và bạn mở cửa sổ terminal. Ở cửa sổ này các bạn gõ cái từ security, cách này file gạch generic gạch ngang password gạch ngang cách này trừ ga mở đóng ngoặc tên wifi của mình là tin học thực hành đóng ngoặc này dấu này cách này g bit cách password hai chấm đóng ngoặc đó ở trên cái cửa sổ terminal bạn gõ cái dòng này đây là tên mạng wifi nhé này, tên mạng wifi tin học thực hành sau khi bạn gõ xong thì bạn bấm enter và nhập cái tên user với password của macOS. Và bạn thấy ở đây cái dòng là password là từ 1 đến 9, giống như ở đây. Đấy. Ở đây có một cái tên, một cái mạng nữa, tên là Not Connect nhé. Mình sẽ copy cái này. Và chỗ này bạn kiểm tra, thay cái tên. Enter. Như vậy password của cái mạng này là cái này. Như vậy là vừa rồi bạn có hai cách để mà xem mật khẩu Wi-Fi đã lưu trên macOS.